mấy con mang đồ ở huyện ở là mình không được nhìn lần cuối luôn cho vô, nhưng mà tới lúc mà mổ xẻ thử thi là kêu vô cho người nhà vô, nhưng mà Tư đi với mẹ nó. Dạ. À, Tư không dám vô luôn. Gì đây còn gặp. Gặp vì đây gì đây còn gặp mà giờ mình thấy là Tư sợ, tại Tư bệnh hoài Tư nhìn thấy nó vậy là Tư không dám nói ngay luôn. Dạ. Nó máu nó mất quá. Dạ. Ghê, nó lên đen nó sẵn luôn á. Dạ. Rồi cái lưng của nó là mấy đứa nó tả lại cái Tư không dám ngó, Tư ngó ngang Tư nó thẳng luôn. Cái đó mình phát hiện, mình nghe tin báo là lúc mấy giờ ngoại? Nghe tin báo lúc đó đọc cũng cỡ 10:30 lên á. 10:30 sáng hả ngoại? 10:30 sáng. Dạ. Tại vì 9 giờ mấy nó còn nói chuyện với cụ nè. Ủa 9 giờ mấy sáng là còn nói chuyện luôn? Nói chuyện ở ngoại, ở ngoại mình điện thoại. Nói chuyện điện thoại về hả con? Nói chuyện điện thoại. Điện thoại thì không ấn gì nè. Dạ. Lúc đó còn nói chuyện bình thường, có vui vẻ không? Bình thường. Nói gì bà cô để ông Phong đi đi. Một giờ ông về cái con. Dạ Quân mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Hiện tại thì Quân đang có mặt ở Đồng Tháp với cô chú anh chị. Hôm nay Quân đến đây cũng như là chia sẻ một cái câu chuyện của chị gái 26 tuổi bị người tình ra tay sát hại rất là dã man luôn. Câu chuyện thì làm cho những cô chú anh chị sống ở nơi đây rất là hoang mang và lo sợ. Người tình U42 ra tay rất là dã man luôn. Hôm nay thì Quân đến đây chia sẻ về cái câu chuyện của em Bích 26 tuổi của chú anh chị. Đây là bậc cầu của chú chị. Sao con, dạ. Trời ơi, sao cầu hít hít vậy? Chú cầu cũng hít hít vậy? Đau lòng quá cả nhà ơi. Cầu nhớ cháu, cầu khóc nè. Con ơi, con uống gì con chết tới giờ. Hôm qua giờ con cũng từ khu của Tán về tính ra thăm cò, mà bữa nay con mới ở trong cò ăn uống gì được không? Sao mà khóc hoài vậy? Nhớ cháu hả? Cháu nhớ cho được. Giờ em cũng vô chùa rồi, cũng có người lo này kia cho em rồi, thì ngoại cũng đừng có, cò cũng đừng có buồn nữa, mọi chuyện cũng đâu vào đó rồi. Sao buồn được con, mới chết tại sao con buồn? Dạ. Nuôi nhỏ đó trường, mới tay mới chân con coi đó. Mẹ dạ. Nó không nuôi, mà nuôi chứ sao giờ? Dạ. Nuôi con cháu đứa nào cũng nuôi cho con 9-10 đứa rồi. Dạ. Đây, đây là bà cô. Là ngày trước là chị Bích là ở chung với con bà cô luôn hả? Ừ, ở chung rồi có chồng rồi nữa. Dạ. Mẹ nó bỏ nha, mình nuôi sao giờ con? Dạ. Để bỏ ai giờ con cháu lo cho học hành đàng hoàng tử tế cho hợp lớp 8 mình cho con. Dạ. Em Bích mất đến nay là mấy ngày rồi cô? Mất mất rồi 4/11 với con. Dạ. Bữa 4/10/11 đó. Mùng 10/11 á. Thế cô biết bữa nay là ngày thứ mấy chưa? Không. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Ngày thứ tư em mất rồi đó. Dạ không biết. Dạ. Con ơi tao. Hỏi cái vụ đó tao không biết vụ. Dạ. Đó. Dạ. Chứ còn ngày mình thường biết chứ mà. À, cây bà còn không biết. Tụi con ăn uống gì chưa? Mở ăn nãy miếng cơm. Ăn miếng cơm. Con ngủ không được. Vô trong ngồi đi cậu. Vô trong này ngồi cậu. Ngủ không được thì cho con sao thức hoài. Thấy sao thức hoài. Cô vô ngồi nghỉ đi. Ừ. Thấy sao thức nó hoài nghỉ con. Quá tình vậy á. Quay nữa. Nói quay hoài lên viết rồi thì nó gì mấy chân. Đồn tin đồn gì nhảm hết trơn trời. Hôm qua rồi thôi cái đó tôi quay hoài. Dạ. Không cho quay thì điện tấm tình quay bên chồng. Nói chung ở đây với ngoại, ở đây là mình không có vấn đề gì. Ở đây cũng như là chia sẻ để mà có những mạnh thường quân người ta sẽ thấy hoàn cảnh gia đình như thế nào rồi người ta sẽ giúp đỡ. Thì ở đây là những anh em cũng đến đây để chia sẻ về hoàn cảnh. Mình không cua cái chuyện đó ra. Mình chỉ chia sẻ cái hoàn cảnh của mình để bà con mình giúp đỡ cho gia đình mình vậy đó. Dạ, nó như chú trời, cũng mong ơn chú cái chuyện đó. Chứ không có bà khui cái này cái kia ra. Ta sợ khui cái sống diện gia đình nó mãi. Dạ. Tôi làm gì cũng giờ không làm gì. Con giờ chỉ quay là hỏi hoàn cảnh của em thôi. Còn là cái hoàn cảnh bên gia đình kia rồi tụi con không hoàn toàn không có hỏi. Dạ. Dạ. Với tội nghiệp bà cô là người nuôi nó. Dạ. Là bà cố, kêu bà cô. Nó kêu bà cô. Bà cô là bà cố. Còn cô là bà ngoại. Bà cô là bà bà cố. Bà ngoại có bà ngoại thì bà cố đây là bà ngoại. Cái này cũng như nó kêu bà ngoại nè, bà này như mẹ cũng Tư đi. Bà cố, bà con là bà cố. À bà cố. Má của bà ngoại cũng tùy theo vùng miền đó.
má của bà ngoại. Kêu có chỗ kêu bà có, chỗ kêu bà còn. Đúng rồi. Kêu bà còn mà anh đừng kêu bà có. Có cái chị già bà ngoại tại vì là sống lâu rồi. Khán giả rất là thương xót cái cảnh quen biết cái trường hợp ở bên chồng á. Cố gắng gắn mà chết trong chừng giờ. Cố gắng làm bà trung tâm cho bếp thôi. Tiếp theo giờ cố. Hiện tại giờ con của em Bích là ai ai trong mà bà cô? Nó cho nó bỏ mình trong cho bây giờ ai cho. Nó cho nó không biết mình nó con cho với chùa bắt tủ chùa với à. Có con ở trong trước. Sao có? Con ở với lại cái người này là không có con hả? Không, ở này chưa mà chưa hết năm. Ở lâu chưa cô? Không tới năm. Dạ. Con của thằng trước lớn chưa mấy tuổi rồi? Thằng con trước thì lúc nó cho đâu cũng có khoảng 4 tuổi, bây giờ cũng 7 tuổi. Dạ. Hiện tại là cháu sống trong chùa ha. Sống trong chùa, trong chùa Bắc Bộ. Dạ. Chứ lúc trước mà em Bích tôi quen cái người này nè là có thường xuyên tới nhà mình tới lui tới đây không cô? Ít có tới đi. Dạ. Ít có tới đi. Tại vì nó sắp đặt thì tự chịu mà không có lúc mà thấy mặt cũng vậy. Dạ. Nhưng mà cô thấy là hai người cũng vui vẻ cũng hạnh phúc ha. Lên lần nào cũng nghĩ tôi bắt tôi mọi điện thoại dạng trí bắt hai đứa ôm nhau ôm với nhau không à tôi nói trời ơi vậy tao quá mừng rồi bắt trơ bắt hai chồng bà còn ngồi xích vô trong con này đi bà còn ừ hạnh phúc đi con sát sát vô luôn bà còn con ô bà còn hạnh phúc với con đi lắm rồi hai đứa ôm nhau nhau khao khao với tôi quá mừng nó thầy mình mừng tôi mừng lắm rồi không biết sao mà thấy vậy ha không biết bởi vậy không biết làm sao không biết nguyên nhân gì luôn ừ không biết luôn để nữa cho mấy ông kia ông bây giờ mấy ông đi từ lúc mà mất đó giờ mấy ông có cái điện thoại nó không quay không biết có tình trạng nó xảy ra cái gì không mình không biết của camera giả cái đó bên công an người ta giải quyết được còn mình không biết thì mình thì đợi thông tin thôi tụi con cũng không có xen vào cái chuyện đó sâu vào cái chuyện đó mình tụi con chỉ chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình mình vậy thôi là nhiều khi bà con người ta mến thì người ta sẽ đến để giúp đỡ cho mình trước tiên thì tụi con xuống đây để ghi hình như vậy thôi chứ không có chia sẻ những cái bên mà hại mình cho nên là bên hại mình có coi được cái kênh thì cũng phải yên tâm à, tụi con không có làm vậy được. Cái đó là công an ta làm gì coi con không có. Cái người chồng trước á là em về đây em ở với cô. Dạ. Ở đây lâu không cô? Lâu rồi, nó 4 5 năm rồi tại con nó cho đi 4 năm. Dạ. Đây vợ đi về đi giết chết hết. Không. Dạ. Ở tù sao bị giết đâu. Nó ở tù sao bị đâu nó trốn về giết hết mà cháu hết rồi. Như là bà cậu hiện tại bà cậu sợ hả? Bà cậu sợ hả? Dạ mình đâu có gây cái gì đâu sợ mà còn mình đâu có không mình không có tội gì hết bà mình cứ bình thường đừng sợ gì hết sao đâu ra không được đâu rồi mình hại người ta mình sợ con này mình đâu có hại ai đâu mình sợ đâu có hại đâu đúng rồi mình còn xin tội cho người ta đó rồi sao mình sợ được cậu ông cậu đừng có sợ cái này con tôi chú anh chị tới bây giờ mà bà cậu còn ngắm quan trọng á là cậu phải là ăn uống cho đầy đủ nè đó để cho cái bản thân mình có sức khỏe đi yeah. Còn những chuyện khác thì cậu đừng có lo đến. Cái lúc mà em Bích á, bị sát hại á, rồi bà cậu với lại ngoại có đến nơi cũng như là nhìn mặt với em Bích lần cuối không? Không con có vòng ở không kịp luôn á. Tôi có già là mình không được nhìn lần cuối luôn á. Cho vô nhưng mà tới lúc mà mổ xẻ thử thi là kêu vô cho người nhà vô nhưng mà Tư đi với mẹ nó. Dạ. Không lúc gì đây vô luôn. Gì đây còn gặp. Gặp. Vì đây còn gặp mà giờ mình thấy là tôi sợ tại tôi bệnh hoài tôi nhìn thấy nó vậy là tôi không dám nói ngay luôn. Dạ. Mất quá. Rồi. Dạ. Ghê nó lên đen nó sẵn luôn á. Rồi cái lưng của nó là mấy đứa nó tả lỡ chứ tôi không dám ngó tôi ngó ngang thì tôi nó thẳng luôn cái này cái lưng dạ. Cái đó mình phát hiện mình nghe tin báo là lúc mấy giờ ngoại nghe tin báo lúc đó đọc cũng cỡ 10:30 lên mười rưỡi sáng không ai 10:30 sáng dạ tại vì 9:00 mấy nó còn nói chuyện với cụ nè ôi 9:00 mấy sáng là còn nói chuyện luôn nói chuyện ở ngoại à. Ở ngoại mình điện thoại nói chuyện điện thoại về hả con nói chuyện điện thoại điện thoại thì không nói gì nè lúc đó còn nói chuyện bình thường có vui vẻ không nói gì bà cô để ông không đi đi
một giờ ông về cái con chạy xe vô, con bắt ăn cá lăn kiến về mà cháu mang, giờ nói gì dắt cả ăn, thôi bà cò ơi, chừng nào vô hả, bà cò nói gì sao, nó không có xe sao con vô được, dầu nói nhiều cũng nghĩ luôn đó, chút xíu rồi báo tin chết đó, rồi có cá để hấp cho chồng mình ăn đấy, ừ, đó hai chồng vô đây nè con, chắc bộ nó thăm đằng cuối gì á. Mới vô chúng nhé bắt đầu quay cái đêm cái đêm nó sáng nó giết chết năm mà tư thấy nó hai đứa đi vô mà chưa được 10 phút là nó đi về, cái tư nói cho thăm con bài gì, nhanh như chờ thăm không thăm bận bảy gì chờ rồi nó thôi đi con vô cũng có cá xin các đồng chí ăn còn có thật gì để ngày mai có con mới vô đó là chồng quen bích nói vậy chồng bích nói vậy nghe mà ít ít thôi ngoại chừng ký thì nhiều ăn mất mà của ta dễ dàng mình xin thôi mình có làm gì ta dạ thì đời sáng này bà này thấy chưa thăm vô mà bảo mới bị cái điện giùm dạ có cá ăn sao thấy thì đó thì mới biết thì đồn tin chết mới đâu có tin mới nó mới chuyện tao chưa được biết họ làm chết không ai tin chơi nhà mày tin luôn dạ chứ đồn tiếng hồ không tại vì 9 giờ mấy đang điện mày 10 giờ mấy mất nó làm sao để nói chuyện gì chi gì thì giờ mình nói sâu sắc. Như sự việc xảy ra nhanh quá mình không có tin được. Không có tin được cũng nói là nói gì đâu mới đây mà chết nói nó chuyện ta đây mà không tin đồn tào lao đồn lao. À, bà con còn cự lại nữa con. Bà nói đồn tào lao làm gì? Bởi vì bà con mới vừa nghe. Bởi vậy mới vừa nghe nói mình ăn thợ anh ta đó. Dạ. Còn mới nghe nói chuyện đó mà. Bởi vì giá đó sao tin được? Được. Dạ. Quá bất ngờ. Nói sao? Mày nói sao chứ tao không có tin mày đâu. Mà làm cái chết chắc ai đâu có coi được không? Dạ, dạ. Đâu có nói bởi đó đâu nó vậy được. Nó vậy được. Nhưng mà hiện tại là bà con cũng đang lo sợ nữa nè. Thì bà nói là bà tiên bà nói là bà không có tin nhưng mà trong bụng bà cũng sợ hậu hợp. Chắc có người ta mới điện, người ta mới chấm. Là bà con cũng đang lo sợ là bên người ta khi vô cái nhà bà con đang lo cái vụ gì nữa đây. Nói chung là mình trong sạch mà đâu có gì đâu mà sợ dạ, con. Dạ, bởi vậy. Cậy đi. Dạ. Muốn đợi chứ mất rồi, thời gian bao lâu là mình mới đem em về làm ta làm đám qua cô? À nó mất rồi, từ lúc bắn nói chung là 11 giờ đến ví dụ như 11 giờ nhưng mà dạ. Thử thi xong là nó xét nghiệm xong rồi khoảng 5 giờ chiều mới cho đem xác về. Về là về đây làm đám ở đây hả cô? Về đi làm đám này rồi mình hòm Dương nhắc đi nè. Dạ. Làm đi nè. Rồi tới sáng là 3 giờ chiều là mới đem đi. Dạ. Ừ. À, đem đi quả thiêu hả cô? Quả thiêu gửi ở chùa. Bây giờ đâu ai thờ hưởng nghĩa là già thằng. Ờ, như vậy là cái phần to cốt là cỡ chùa nào ạ ngoại? Cỡ chùa cái chùa Hồng Phúc. Lập Phúc, Lập Phúc. Lập Phúc. Cỡ chùa Lập Phúc. Lập Phúc cũng tăng hầm luôn. Tăng hầm. Qua nay mình có lên thắp nhang cho em Bích không ngoại? Ngày qua tư đưa hai cốt chỗ đó mà, chỗ đó mà chứ bao giờ thì không có đi. Dạ. Mấy ngày qua hả con? Mấy ngày qua và thiêu bữa trước ngày qua mới lấy à. Qua ta mới đưa hai cốt rồi mình gỡ đồng gỡ. Cốt cho con hỏi mình bên đạo nào con? Có thường ngày ta niệm Phật. Không có cô bên đạo nào á. Niệm Phật quá. Đâu. À, thường có thấy là bắt là có cái bàn thờ ở nhà bàn này là con vô đây con không có thấy bàn thờ mà nãy hỏi bà còn nó để bàn thờ ở trong chùa luôn. Cái nó hả? Cái liễn hả? Cái liễn người ta nói cũng như là vô chùa không có đem nó theo. À. Chỉ có cái tỉnh thì cốt thì dán cái hình nó vô thôi. À. Còn nhiều quá ta không có nhận. Là ở nhà mình á bàn thờ của em không có không? Không có bàn thờ. Bị không có thờ, không có bàn thờ. Ở trong chùa có cúng cơm không ngoại? 49 ngày. Bây giờ ở đây mình cúng cơm mỗi bữa nè. À, ở nhà cũng nhưng mà cơm. tới từng là mình ra ngoại, mình chùa ở tụng của ngoại. À, tới từng là mình ra. Cúng tết hả cô? Tới từng mình ra. Bởi vì sao đó mình để ngoại phải cúng ngoại. Nhà là ngoại nuôi một vị thầy đó đã để thích cái thông tin mà khán giả hôm ngày cũng quan tâm em đó. Tại sao ngoại cúng chùa, cúng cơm như thế nào đó. Thì ngoại cũng vừa nói đó thưa cô chú anh chị và các bạn, có nghĩa là người nhà vẫn cúng cơm cho em hàng ngày, thì cuối tuần vô chùa để mà tụng kinh cho em, làm đúng không ngoại? Làm thật cho em mỗi tuần. Tuần nào cũng vô mà nó còn. Cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình cúng ở nhà không có bàn thờ của em nên mình cúng ở đâu cô? Nó có để cái mâm. À, là mình để này. Nãy lúc vô. Ngoại chuẩn bị nấu cơm đây hả? Ăn rồi ăn cơm. Nãy lúc vô là thấy ngoại cúng. Nước bao lên nước cho nó uống cơm hết rồi để là nhà mình bán là thờ cúng thì tốt. Dạ chiều con cúng nữa cho sao giờ. Cái giường này bà hổng cũng đem về đây nằm đây nè. Đây nằm gì đây nó. Ờ cái giường này là đem về đây nằm đây luôn. Nãy đi từ bên đây về cháu hết đầu qua đây nằm đây. Rồi cầu tối cầu ngủ nghỉ đâu? Bên đó nhà bên. Mấy đúc đèn để đây. Dạ. Bên đây là có mình cô ở đây thôi. Tôi cũng không ở luôn.
Lúc nó bắt giờ tôi mới ngủ luôn. Ủa giờ giờ bán luôn. Trước là cô ở đây ha. Ờ trước ở đây. Trong đây đồ thuốc nam tôi một đống người ta hút thuốc nam luôn. Không lúc đó giờ tay ông yếu quá không dám ngủ. Dạ. Qua bển ngủ bển nhà chứ. Dạ. Em mất này là có một mình hay là có chị em gì không cô? Nó có chị em, nó có chị em mà chị em mà. À, là một mẹ khác cha. Còn bà dưới là cái người cha ruột đó là có một mình em gái này thôi. Mình gái thôi mà cha dưỡng cũng có gia đình khác luôn, cũng có dặn con sao. Dạ. Vậy cha mẹ có về đám đẹp có về không đám em á? Có cha mẹ nó cha dục cũng có mày mẹ dục nó cũng có luôn dạ. cái cha dục nó có vô nó nhậu hủ chị đi vô nó nhậu giờ cái là nửa đêm nó về luôn tới nay nó không lúc mặt nữa luôn sao kỳ vậy cái biết sao nữa tôi sao tôi nói vậy dạ. Họ nó nói là nó xin xin hương cái bàn thờ gì vậy con nó hai con cha này là thờ phượng ngăn khói với cơm nước cho chị nó dạ. Nó nói gì mà nó có lúc mặt vô đâu dạ. Nó không vô từ bữa đó là cái bữa đó mà liệm xong rồi tới nay không thấy mặt nó luôn dạ. Lựa cái đêm em mất là để lại bằng đêm đó là cha có ở đây ở đây tới khuya giờ làm không gì luôn tới giờ luôn đó. Dạ, là cái bữa mà đưa tan em đi là hầu không có mặn chăng. Không có luôn thì cái bữa liệm dầu xong nó nhậu tôi xỉn say rồi là nó gì luôn tới bữa nay luôn rồi nó không. Sao kỳ vậy? Nói như vậy rồi giờ mấy chú để mình thờ nó thờ được không? Quan tâm tới thì sao để nó thờ? Thờ bỏ đó mẹ. Vậy là cái lúc em bắt sống cũng thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Thiếu. Bởi vì cha mẹ thôi nha, một lúc nhỏ thiếu thốn mày bên. Con nuôi nó giờ cũng trách lại cho bà con nên bây giờ gánh nhau khổ cũng như còn gánh vác nuôi đắng nó nhưng mà tiền bạc thì tôi lo tôi ăn uống học hành thì nói tiền có tư tại vì tư giống bằng được còn cô già nằm đâu có được đâu chỉ nuôi cháu như bà nuôi của mình ra chút tiền cho mình lo là nhỏ lớn là em mít sống trong căn nhà này luôn hả ngoại nhỏ lớn nở nở từ tới sau nó có chồng mình gả đi dạ đi thời gian ở với con thôi nha rồi nó trở về đụng này cũng đi linh tinh chứ phải ở chỗ này gả bán những ly à. Ngoại ơi thì con cũng mới nghe là thông tin đó ngoại cũng mắc một người con trai khoảng 2 năm rồi phải không ngoại? Dạ đúng rồi. Có còn thợ tôi đó. Tại vì do khán giả mà chưa có hiểu về gia đình mình lắm đó cho nên là con xin hỏi. Đâu có. Hơi xa một xíu để cho khán giả hiểu hơn đó ngoại. Dạ cậu dạ. Chưa có gì chứ. Thật đau nữa. Cậu là của em cũng chưa có gì hết. Nói tới xúc động nó tới rồi còn khóc nữa. Nó bớt buồn cậu ơi. Cho nên là dạ dáng giữ gìn sức khỏe cậu ơi. Dạ ơi cô chú ơi thì cũng chào cho bà hiểu cho hoàn cảnh gia đình đã, cho nên là phải thông cảm cho bà gia đình bà cô bà ngoại và em Bích em đang tôi biết em đấy bây giờ đó là tôi ra từ nó ra từ trước tôi ăn tôi con ruột của bà ngoại nó là anh ta cũng không may cũng đã mất gần 2 năm rồi cho nên là tới trường hợp của em Bích thì cái nỗi đau của họ quá lớn. Cô chú anh chị xin hãy cảm thân và quan tâm. Xuống nào mua đồ anh bà ơi anh đi giùm tôi bà ơi bà. Kể những chạy tư đi. Đâm tôi. Thì bà cò rồi ngoại khóc luôn. Như bà ở dưới chờ lâu rồi đâm cái gì. Nếu chị đưa nó đồ đã anh dập dạ. Nó anh rất là giỏi luôn á. Giỏi. Nào, giỏi nó chưa. Rồi nó nhà cửa tới nó không lo cái mình dương cái này tất nhà cái mua nền nhà đất nó cắt đó. Nó đi mặn mình giữ cho nó. Ảnh được mấy người con ngoại? Hai đứa. Được hai đứa. Bỏ lại đứa nhỏ còn đi học. Bây giờ ảnh cũng đã ra đi bỏ lại hai đứa con thơ cho người vợ đó thưa cô chú anh chị. Bữa nào cũng đưa nó đạp. Còn nuôi luôn á. Đưa nó đạp hết trơn. Đi học. Bà cò ngày nào cũng đưa hai đứa nó đi qua sông này nè. Cái sông này nào quý vị? Đấy em bơi xuồng qua anh xong đưa hai đứa nó đi. Ôi ôi. Cái sông này nó rộng thế gian mà bơi xuồng qua hả? Vậy là bà đưa đây sáng đi thì gì? Còn nay nhiêu tuổi hả cậu? 75 rồi con. Bà ngoại còn 75 tuổi hả? Ngoại nhiêu tuổi ngoại? 76. Bà còn 75 tuổi rồi ngày nào còn cũng bơi xuồng qua sông. Mất mát người thân. À, đồng ngoại đi con. Nuôi thì lại có thêm người thân mất nữa. À, đâu được. Cái hoàn cảnh sao đâu. Ngoại cũng già, ngoại yếu thôi sao được được. Dạ. Đưa học hết tuổi. Kệ đưa con cháu học đi con, còn sống thì đưa học. Chứ từ ai đâu đưa nó học. Dạ. Đất này mình ở là đất của mình luôn hay là đất của nhà nước ngoại? Nhà nước này mình ở thì nước cũng đủ dở mà mình có cái cảnh gì mà cho ở. Nước mà có đuổi thì mình lấy còn những ông xã nói gì vậy. Dạ. Rồi, bây giờ cái người cháu mất mặt cái tuổi còn quá trẻ bây giờ bà còn cái khóc hoài.
là 4 tuổi chú con đó. Bích 26 tuổi rồi còn 26 tuổi à, còn trăm tuổi tự 34. Dạ. Gọi điện thoại cho bà cầu hoài luôn. Cái cháu cháu cô á, chú Bích á. Gọi điện thoại bà cầu hoài luôn. Nói thăm bà hoài à. Ngày nào cũng rõ thăm hoài. Ngày nào cũng đòi gọi bà cầu hết. Mà mẹ có gọi cho mẹ được không? Có, nó cũng về không gọi. Do ở chung bà cậu với lại bà ngoại nhỏ lớn. Thành ra về quyến lý bà cậu luôn rồi. Thành ra bà cậu thương quá trời luôn mà bà cậu khóc hoài luôn. Bà cậu gọi mỗi bữa, bà này mới nghe tiếng gì gọi, bà mừng, bà cười, mừng lắm. Dạ, dạ. Thì mẹ của em Bích sáng giờ con không có thấy á. Đi mặn à? À, chị đi làm. Đi, chị đi làm. Làm ở đâu con? Làm trên Vinh Bà, cái giữa Vinh Bà, giữa Ngọc Thầy. Dạ. Làm một ngày gì được nhiêu tiền? Có trăm mấy chục ngàn, bữa con nhiều thì được 200, ít thì bữa nào ít thì được trăm mấy, trăm ngàn. Dạ. Mẹ của em Bích này á, là có chồng gần đây không con? Làm thuê nó thu chút. Có chồng cũng cũng gần. Dạ. Mình chồng cũng nghèo, bệnh, nó bệnh. Dạ. Nó có mặn gì được, năm, sáu tháng nay, không. Mẹ của Bích là ở ngoài bên chồng luôn ha. Đằng này, nhà bên chồng bên đằng nữa chút nó không biết nè. Chị khô luôn. Ngồi đó hả? Trong trong sau của chị đó đó cô. Trong sau nó chị khô à. Dạ. Mẹ Bích cũng chị khô à. Dạ. Cái chị ạ. Hai ba ngày nay thì cái người chồng của Bích trong trước đó có vô đây đó không? Không. Mày gì nó không giúp chạc tất cả tư duy nó là khi ngày Bích mất á là cái người chồng cũ có tới Thất Nhang không cô? Cái thằng chồng cũ nó ở Cà Mau cái gì Thất Nhang à, sao quá hả? Vì sao nó có Thất Nhang? Vì sợ nhiều khi ta không biết luôn. Chả không biết luôn, không biết mà mình đâu có điện cái bỗng đâu biết. Dạ. Sao không biết luôn. Sao lắm. Trong bữa hổm cái giấc ban đêm mà có người đó là sao? Người đó cũng như nó cặp nã rồi vậy thôi chứ không có cái gì đâu. Dính líu gì đâu mà gọi là chồng. À. Ừ. Mà ta nghĩ cái tình nghĩa ta cũng tới đó. À, đúng rồi, cũng tốt ha. Ừ, ta cũng tốt. Cũng đến để chia buồn với gia đình rồi kia. Nó cũng kêu mình ngoại không? Nó cũng được, mà nó không chịu chở ông đó, chở ông sao? Dạ. Vậy là cái anh đó là nhà rằn đấy hả ngoại? Anh đó là tỉnh này nè. Nó đã ở tỉnh Hồng. Là anh đó có theo đuổi chị Bích nhưng mà chị Bích không chịu hả cô? Ngoại. Thời gian nó cũng ở, nó nói vậy đó, mình sao mà nó chia tay. À. Này nó cũng chấp nhận chia tay cho Bích kiếm hay kiếm. Dạ, nhưng mà khi nghe tin chị Bích gặp sự cố như vậy thì anh có đến đây cũng như chia buồn. Nó cũng khóc. Nó cũng buồn, nó điện vô nó cũng buồn. Vô đó bên em, nó vô đây là phim gì. Dạ, vậy cũng như anh thương chị Bích. Thương lắm. Và, dạ. Nó được, nó ai cũng chịu. Chung phải cũng cái duyên thôi chứ nếu mà không có duyên với nhau phải có duyên thì hai người đến với nhau thì rất ok ha. Đâu có thể ra chuyện này không? Hôm nay nó được lắm. Tốt quá. Thì bữa đó đêm đó vô thì bà cầu cũng gặp cũng em rất đổ nữa con. Dạ. Mừng lắm đã, không biết chết mua đồ đặt cho nó ăn mà cô ăn mà cô ăn mà cô dưỡng mà cô mà già cả mà ăn kêu nó kêu mua đồ với cho bà cầu ăn tình tình đó. Đó. Được, còn cái thằng nhìn sao này ha, không có muốn giác, nghiêm nhặt gì đó, có cho hay không chứ. Rồi cái em Bích này đó, lấy chồng sao đây, giờ cái nghề nghiệp của em Bích làm gì cơ cô? Như là đó, nó ai kia nó may đồ, may đạt, cái dù may đồ ít quá, thằng kia nó không cho mặn, cái thằng mà nó giết chết, nó không cho làm, nó mặn ngày có mấy chục ngàn đi, mất công đi. Dạ. Nó không cho đi mặn, ở không, nó... Là ở nhà, cái người đó nuôi. Thì nó nuôi, nó ai kêu gì mặn mấy nó nuôi. Dạ. Ủa chị nó làm, nó cho tiền góp, tiền dây gì đó là chị Dũng thằng đó. Dạ. Rồi mượn thằng này đi góp mà cho thằng này một bữa nhiêu là tháng nhiêu gì đó. À con hiểu nghe rồi. Nghe từ kể là gì đó nha. Dạ. À thì hôm nay anh em con đến đây để động viên tinh thần của bà cô với bà ngoại sớm vượt qua nỗi đau để mà mình trở lại cuộc sống bình thường. Thì chuyện gì mất mát cũng đã qua rồi, thì bà cầu với bà ngoại cố gắng vượt qua. Nỗi đau thì ai cũng có, nhưng mà mình vẫn còn phải sống. Cho nên là cầu với bà ngoại gắng giữ gìn sức khỏe. Để buồn hoài sợ bà cầu sức bỏ yếu nữa. Bà cứ khóc hoài như vậy. Thấy bà cầu thấy tội nghiệp quá trời. Bây giờ năm nỉ bà không? Nhớ cháu à, nhớ cho cô. Được.
Đây còn nuôi nhỏ lớn. Bà ngày nào cũng gọi cho bà còn luôn à. Rồi, bà khóc hoài luôn, thấy bà thấy thương quá trời luôn. Thôi giờ bà cũng dán gìn sức khỏe đi của mình tôi với bà. Dạ. Bà bệnh nữa tôi lo cho bà tôi bệnh nữa. Thôi dán giữ gìn sức khỏe cầu ơi. Anh lo cho anh. Thấy thương quá trời luôn chú chị. Cậu khóc hoài luôn đó chú ơi. 75 tuổi, ngày nào cũng đưa cháu qua cái con sông để đi học. Dạ. Dạ. Cậu nhìn cậu còn còn mạnh của tuổi luôn á. Bảo khỏe tôi nhìn tôi đi chậm lên xuống mặt. Nhìn săn chắc da thật chắc. Ở xuống sông mới đưa bên xuồng qua chạy xe không? Chạy xe máy không? Chạy xe đưa nhỏ đi. Cậu đưa qua sông cậu đi bộ. Trường gần đây. Không đưa qua sông rồi lên trên đường chạy. Lên đường. Nó đỏ chạy xe đi học chạy xe chứ đạp rồi không gì. Đạp đi học mà nó còn mà sống cả đời chỉ biết con cháu thôi chú cô chú. Đúng rồi, sống để nuôi con cháu thôi. Giờ em có về không cô? Đó là từ bữa đó tới nay đó. Có thấy em về không? Ai? À, em biết á, có về không? Hôm nay ba bữa nay á. Dạ. Họ học thấy. Không thấy hả? Bà cậu thấy em về không em biết á? Thấy nào có ngủ đâu không thấy con. À, bà cậu không có ngủ luôn. Trời ơi, được sao còn ngủ sao vậy? Thấy mơ màng hoài vậy ra không ngủ được, thấy hoài gì. À, bà còn cứ nhắm mắt vô là cứ thấy cái cảnh của em ít là bà còn ngủ không có được. Bà nhớ có như giật mình lạ mạnh. Thôi bà ráng giữ gìn sức khỏe đi ngủ cho yên giấc chứ vậy sức khỏe của bà nó sẽ giảm sút. Cậu có muốn nói cái gì với con đâu con? Dạ không cậu. Thì mẹ chơi không biết sao. Cậu lắm cũng phải nhờ. Cậu có với thương hoàn cảnh bà thì giúp đỡ cho chia sẻ gì đâu phải nhờ. Nhắc tới cháu mình chỉ biết khóc thôi. Đây tụi con cũng hay trễ và nghe tin này nè, tụi con biết xuống quay một clip chia sẻ cho cô chú chị biết. Rồi nếu mà ai có cái lòng hảo tâm đó thì người ta có thể là giúp cho bà cầu chút đỉnh. À, cô có thể đọc cái số điện thoại của cô lên được không? Dạ. Dạ, cô đọc lên có thí dụ thì có ai quan tâm đó người ta gọi thẳng trực tiếp luôn cho cô luôn. Dạ. Cô đọc lớn lớn lên. 03 66 77 30 84. Dạ. Dạ. Cô có muốn chia sẻ cái địa chỉ của mình, cái địa chỉ gì với khán giả không ngoại? Địa chỉ là những chỗ mình ở hả? Dạ. Ở thì mình kêu chỗ này là kêu cái gì xã Thành B thì ngang qua ấp chỗ ấp Long Thuận, xã Thông Bình. Ấp Long Sơn. Ấp Long Thuận, ở đây là ấp Long Thuận. Thuận hả? Dạ. Ấp Long Sơn, xã Long xã Thông Bình, huyện Long Thành. Ừ đó. Ngoại có lời nào muốn nói với khán giả không ngoại? Lời giả trong ngoài nước là nói chung cái hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ thì cũng giúp mong ơn. Tại gia đình giờ cũng già trên người nào bệnh hoạn hết hoàn cảnh cũng em hẹp cũng khổ. Cộng đồng mạng mà trong nước ngoài nước cũng có tôi gì thì cho ít gì cũng mong ơn hết. Dạ. Ngoại ơi, ngoại cố gắng vượt qua nghe ngoại và cầu nữa. Con cũng cảm ơn ngoại với bà cầu cũng đã chia sẻ cho nên con. Thì hôm nay con tới đây là cái này là riêng của con gửi cho bà cò một ít để bà cò mua đồ ăn. Dạ. Cảm ơn chú cho. Dạ. Dạ ăn uống thì khỏe bà. Dạ thì hiện tại Quân cùng với lại anh em cũng chia sẻ cái hoàn cảnh của hai gia đình của chị Bích với cô chú chị thì phải nói là hoàn cảnh rất là thương luôn. Nhà cha mẹ thì chia tay thì rất là sớm. Em phải sống chung với lại bà cò thì nuôi em từ nhỏ lớn với cô chú anh chị, cũng như là trong cái chuyện gia đình cũng như là cái chuyện tình cảm thì cũng không có được may mắn với cô chú anh chị nên xảy ra những cái chuyện đau lòng này. Thì xin cảm ơn cả nhà ông bà cô chú anh chị mình đã bỏ lại ít thời gian quý báu để nghe về cái câu chuyện của em Bích của chú anh chị. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo nha.